Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì nãy giờ cũng làm được chục clip rồi mà chưa lượm được cái khẩu nào hết. Nên bây giờ thử làm thêm lần cuối nữa thử xem coi có được hay không. Chưa được khẩu K98. Rồi nhảy xuống khu vực này coi coi có ai sau lưng không. Nay mình sẽ test khẩu K98 cho các bạn xem nha. Ok, có khẩu lục. Rồi, chạy thôi. À trời ơi, hai con rùi, ơi ơi, đậu phòng, sao xuống được. Đậu phòng, à, lấy súng của bố mày à, Chạy, ồ, chạy nhanh à. Chạy khá là nhanh đấy. Hết đạn rồi. Đậu đen. Súng. À, đúng rồi, chạy hướng đó, đúng rồi, cưng ơi, chị ra đây. Cưng ơi, hello. Rồi, xong, một em. À, đầu kia, dưới kia. À, rồi, có thằng. Đậu xanh từ từ đi. Rút miếng máu đó, ở đầu phòng lát. Rồi. Có một thằng ở dưới kia. Có nên xuống không ta? Nó ở dưới nhà đó. Ok, xuống luôn. Nào, đầu xanh, đầu ve, đầu đen ơi, đầu hà lan ơi, mở cửa ra, nào. Rồi, thấy rồi nha. Làm gì đó, lút đồ à, wow. Anh ta đứng như là một vị thần à. Rồi. À, K98, ngon, thơm, ơi, thôi, bỏ mẹ, từ, anh ơi, cái gì nó cũng từ, em đang làm clip anh ơi, từ, cái gì nó cũng phải từ chứ, đang làm clip mà. Đang có K98 nữa. Đừng có chết dưới thằng tay thằng này cái hết làm clip luôn nha. Ôi đầu phòng. Anh quăng bom khá là xa. Nhưng mà không bao giờ trúng đâu. Anh cứ nghĩ bàn tay anh quăng cái gì thì được. Chứ quăng bom là không được rồi. Lò cái đầu ra đây. Cô bắn cho tét sọ. Đó đúng rồi. Lò ra đây. Đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. K98 là của mình. Ha. Có khẩu K98 này nha. Ngon thơm. Thơm như chưa bao giờ được thơm. Tí nữa mình sẽ test coi K98 này bắn có mạnh hay không. Mấy bạn cứ biết là K98 với AW là khẩu nào mạnh là biết liền à. Rồi mình sẽ test headshot của khẩu K98 này. Khó đây. Kiếm thằng nào đứng một chỗ hay là chạy cũng được. Có ai không? Ở khu vực này có ai không? Đậu xanh. Không có ai cả. Hết đạn, hết súng luôn. Còn 13 viên bắn cái gì chơi? À, lựu đạn. À, có tiếng bắn bên phía bên kia. Đậu xanh. Đầu phòng nó. Đâu rồi? Nó chết rồi. Hỏa thiêu. Chắc chắn phải còn thằng nào ở đâu đó. Chắc phải còn thằng nào ở ngoài đó. Xem. Hiu quá, súng hết đạn rồi. Cầm khẩu K98 này nhìn đù, khó chịu vãi. À, chạy. À, làm gì đó. Một viên. Ở cái đầu phòng. Ở cái đầu. Nón ba. Rồi như vậy là nón ba là bắn headshot là chỉ có 198 máu thôi nha các bạn. Đó, mình vừa bắn headshot nó. Nón 2 thì có thể chết, còn nón 3 là thua. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Như vậy là clip của mình đã thành công rồi.